Với cái tâm thiện lành, muốn giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, một nhóm thiện nguyện ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã thành lập ban điều hành xe chuyển bệnh miễn phí. Để chở bệnh nhân đi cấp cứu miễn phí, nhờ sự ra đời của xe chuyển bệnh miễn phí này mà hàng trăm lượt bệnh nhân kịp thời được chở đến với bệnh viện cấp cứu, vượt qua cơn nguy kịch. Chiếc xe chuyển bệnh miễn phí này do anh Nguyễn Chí Khánh vận động người thân và mạnh thường quân trong và ngoài nước đóng góp mua trị giá 350 triệu đồng. Xe đặt tại số 89, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, số điện thoại tiếp nhận là 0797-252-115. Từ khi có chiếc xe này đến nay, các thành viên trong đội thiện nguyện luôn bận rộn với các công việc, bất kể ngày đêm, mưa nắng. Khi nhận được cuộc gọi cần sự giúp đỡ thì sẽ có mặt của các anh. Khi mà có tai nạn rồi người ta điện là nhiều khi đang ăn cơm thì mình cũng bỏ chén cơm mình đi nữa. Để mình chạy tới đó mình cấp cứu, mình sẽ hỗ trợ người ta kịp lúc đến bệnh viện để đưa cho người ta từ cái cõi mà nguy hiểm đến cõi bình an thường rồi đó chị. Vì mình hỗ trợ người ta thì trước tiên nhất là từ ở nhà đến bệnh viện hoặc từ bệnh viện về nhà là đi chữa bệnh, khám bệnh gì đó vân vân. Ví dụ những khi có ai nhờ đi tới khám hoặc là đi chữa bệnh gì đó, hút thuốc gì đó mà với điều kiện là cũng như khả năng không đủ để ngồi xe gắn máy, nhờ đây anh em mình vẫn hỗ trợ hết mình. Qua gần một năm hoạt động, ban điều hành đã hỗ trợ vận chuyển trên 200 lượt người bệnh. Không chỉ những người ở trên địa bàn thành phố Sa Đéc mà ở các huyện lân cận như Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành cùng được sự giúp đỡ của các anh. Trên xe cứu thương luôn trang bị sẵn máy trợ thở, máy hút đàm, máy đo huyết áp. Các thành viên trực tiếp tham gia xe cứu thương cũng được tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu, cũng như sử dụng thành thạo các trang thiết bị sơ cấp cứu trên xe. Hễ nơi đâu có người khó khăn cần giúp đỡ thì các anh đều đến chở đi. Như chở người bị tai nạn đi cấp cứu hoặc chở người bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh hay đi điều trị tuyến trên ở thành phố Hồ Chí Minh. Vốn gia cảnh khó khăn, không người thân, lại mắc bệnh hiểm nghèo phải lên tuyến trên ở thành phố Hồ Chí Minh điều trị, nhờ chuyến xe từ thiện này mà bà Nguyễn Thị Ngoan đỡ đi một phần gánh nặng nỗi lo về chi phí và có thể đến bệnh viện khám, điều trị bệnh. Nhà của cô hoàn cảnh khó khăn lắm cô ơi, mà không có tiền đi xe, nhờ cháu Khánh đưa lên bệnh viện bú giùm, cũng như là nhờ chuyến xe của cô của cháu Khánh đi lên bệnh viện đỡ tốn tiền, chứ không là cô không có tiền đi bệnh viện. Hiện ban điều hành xe chuyển bệnh miễn phí này có 17 thành viên trực thuộc Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Sa Đéc. Trong số đó có hơn 10 người là những người chuyên lái xe. Hàng ngày các anh đều có lịch phân công trực cụ thể. Khi có cuộc gọi từ ban điều hành thì các anh sẵn sàng lên đường bất kể giờ giấc. Mặc dù làm việc không công, không có thù lao, nhưng tất cả các thành viên của tổ đều luôn tận tâm với công việc. Em thấy mấy người mà có hoàn cảnh khó khăn đó, thì em thấy người ta cũng hơi tội. Bởi vì em mới gia nhập vô cái hội xe thiện nguyện này để giúp đỡ người ta có hoàn cảnh khó khăn để chuyển đi tuyến trên. Dạ thì nói chung là cái nguồn của xe này thì của đầu tiên là của mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã ủng hộ, tại vì em có quay đó, rồi người ta thấy như vậy người ta ủng hộ cho xe cấp cứu này. Và thì mỗi lần mà người ta ủng hộ hàng tháng đó là mình lấy tiền đó mình đổ dầu để mình giúp đỡ cho người ta, cho bệnh nhân đi tuyến trên. Ngoài việc chở bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đi cấp cứu điều trị bệnh, các thành viên trong ban điều hành còn là cầu nối nhận sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân để chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử như ngày hôm nay, khi vừa được mạnh thường quân hỗ trợ một chiếc giường lắp ráp, tranh thủ thời gian rảnh, anh Nguyễn Chí Khánh đã họp với các thành viên trong nhóm tìm hoàn cảnh khó khăn cần dùng. Chẳng mấy chốc chiếc giường bệnh đã đến tận tay người cần dùng. Được biết, ngoài việc chuyển bệnh miễn phí, thì trong thời gian dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát, các anh trong ban điều hành còn đảm nhận thêm công việc vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu đến với người dân trong các khu vực phong tỏa, các vùng gặp nhiều khó khăn trên địa bàn. Suốt gần một năm qua,
những chuyến xe cứ thế lăn bánh đã mang đến niềm vui và sự sống cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Việc làm thầm lặng và ý nghĩa của các anh thật đáng trân quý, lan tỏa thêm những hành động đẹp giữa cuộc sống đời thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.